Mình cũng nghe đến chỉ thị thì đúng thật là năm nay là khi có chỉ thị thế là dân là cũng đi mua sớm hơn. Thế là người ta sợ là không có đào để chơi Tết thì đúng thật là người ta cái lượng đặt sớm rất là nhiều. Mọi người đi cũng có vẻ lo lắng về đào đỏ sớm hơn so với mọi năm. Nghĩ là giá sẽ tăng hơn mọi năm một chút, cái số lượng đào về sẽ hạn chế hơn, giá đào ở đây khả năng sẽ là cao hơn mọi năm. Nói chung là thời tiết này là năm nay là thuận thời tiết đấy, là ủng hộ cho vườn đào đấy. Là đào năm nay sẽ rất đẹp, năm nay là đào lở sớm cũng đẹp lắm, bởi vì là những bông hoa đào nó lở năm nay nó tươi mà nó thắm hoa nó đẹp. Năm nay là ông trời là cho là, chắc là hoa sẽ đẹp hơn, khả năng nó sẽ trúng vụ, là mong để trúng vụ cho mọi người còn bán được hàng. Tôi làm là khoảng hơn chục năm rồi, nhưng mà cái lộc bình thì cũng mới làm vài năm nay thôi. Trước đây thì cũng chỉ là cây lùm thôi, sau rồi tiến tới là thay đổi làm lộc bình để cho ngày xuân nó đẹp hơn. Sau khi mà rồng thì chọn được những cái cây là nó phải có thế, có gốc nó đẹp, rồi cành nó đẹp thì mới gọi được. Thì cũng bao nhiêu mấy trăm cây mới chỉ chọn được hơn 30 cây thôi, chứ cũng không phải cây nào cũng gọi được lộc bình.